Sáng ngày 11 tháng 9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở ban ngành và các huyện thành thị góp ý vào dự thảo quy chế đối thoại và quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu các ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Đồng chí Bùi Hy Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự thảo quyết định của Tỉnh ủy ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh gồm 3 chương và 14 điều. Trong đó có những quy định cụ thể về mục đích đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân theo định kỳ. Quy định nguyên tắc đối thoại, nội dung và hình thức đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại và việc tổ chức thực hiện, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan và người đứng đầu cơ quan trong thực hiện đối thoại với nhân dân. Dự thảo quyết định quy chế đối thoại và quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu các ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền gồm 3 chương 11 điều. Trong đó nêu rõ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời góp ý và việc tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung, bố cục, các quy định cũng như sự cần thiết phải ban hành 2 quyết định của Tỉnh ủy về đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các ý kiến đã tập trung làm rõ, bổ sung vào các câu, chữ, các quy định về nguyên tắc đối thoại, nội dung và hình thức đối thoại, quy trình và người đứng đầu đối thoại cần được bổ sung và dự thảo cần cụ thể, chặt chẽ hơn, đảm bảo cho việc đối thoại thực sự phát huy được hiệu quả trong việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao sự tập trung tâm huyết của các đại biểu góp ý vào 2 dự thảo quyết định của Tỉnh ủy về quy chế đối thoại. Các ý kiến kiến nghị này sẽ được Ban Dân vận báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ sung vào dự thảo được kịp thời khi quyết định được thông qua.